Chào các bạn nha. Tôi và cùng cả đoàn đang lên trên đỉnh núi An Lam Bian, đỉnh núi cao nhất thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Đang đi du lịch. Đây là quang cảnh khách tàu phương. Đây là cảnh ở trên đỉnh núi nhìn xuống thành phố nhá. Đây là trên đỉnh núi nhìn xuống thành phố. Đây là toàn cảnh nhá, trên thành phố, trên đỉnh núi nhá, nhìn xuống thành phố nhá. Thôi tạm biệt các bạn nhé, mình đi từ trên đỉnh mình bắt đầu đi xuống núi đây, về nhà nghỉ đây, về khách sạn đây. Xin tạm biệt, chào các bạn, mình đi xuống núi.